Wow, sau khi mình rửa sạch rồi là được nhiêu đây đây mọi người. Nhưng mà có một củ này hơi độc, hơi lạ này. Chờ nhá, nguyên một rổ này. Rất là nhiều. Chắc tầm gần 2 kg mà. Có một cái em này hơi độc lạ một tí nha. Sâm đất nha mọi người. Đây sẽ lên cái sâm đất nha các bạn. Củ nó này. Mọi người thấy đã chưa? Chà chà, cũng dài. Đây là sâm đất. Đây này cứng quá, để lấy cúc đào. Hoa đẹp chưa mọi người? Này hoa sông đất nha. Cũ nha. Tí nữa rửa sạch cho mọi người xem nha. Đẹp không? Cây này to thế. Quá trời nhiều. Hôm nay nhất làm được hũ rượu hơi bị to. Chừng này được rồi thì để dành. Quá đã cho mọi người, nguyên một rổ luôn sâm đất nha. Tí nữa rửa xong nhìn nó hấp dẫn lắm mọi người. Đây, cây sâm đất này nha. Hoa rất là đẹp, lá nấu canh ăn cũng ngon nha. Một đống kia được chừng này chắc 2 kg. Wow, sau khi mình rửa sạch rồi là được nhiêu đây đây mọi người. Có một củ này hơi độc, hơi lạ này. Chờ nguyên một rổ này. Rất là nhiều. Chắc tầm gần 2 kg mà. Có một cái em này hơi độc lạ một tí nha. Đây là sâm đất.
các bạn cứ vô Google tra ra sâm đất là thổ sâm, cây rất là đẹp, hoa cũng đẹp, nấu canh ăn vẫn ok. Dạ, cái này này. Giơ tay giơ chân lạ nhỉ, một cái củ sâm nó mà ra cái hình đầu độc thật như này. Cũng có nhiều củ độc đẹp lắm nhưng mà không đẹp bằng cái củ đó mọi người. Sâm đất này rửa xong để ráo nước này, củ đẹp đẹp nữa đâu rồi ta. Có nhiều củ to lắm mọi người. To đã.